Em có bao giờ mà viết thư tay gửi cho người yêu của mình không? Sao anh hỏi kỳ vậy? Thời buổi nay ai mà viết thư tay nữa đâu anh. Giờ người ta đã có điện thoại rồi, Facebook nè, Zalo nè, Viber nè. Soạn dòng tin nhắn cái mình gửi đi, cái người bạn của mình đó nhận được liền. Còn mà viết thư tay khổ lắm. Nào là sợ viết chữ xấu nè, rồi người ta đọc mà người ta cười mình nữa. Không, lúc đầu anh cũng nghĩ như em vậy đó. Chứ bây giờ anh đi đâu anh cũng thấy ai cũng cúi đầu vô cái điện thoại cho anh ha, ngồi quẹt quẹt quẹt. Mà chưa bao giờ, ít có khi nào mà ngẩng đầu lên để nhìn nhau, để được chạm vào nhau, để hiểu nhau đó. Theo anh thì sao? Em không nghĩ là anh có cái suy nghĩ mà lạc hậu vậy luôn á. Thì cái thời buổi chậm mà chắc bây giờ nó qua rồi. Rồi lỡ mà viết thư người ta không có trả lời, cái mình buồn. Giống như nàng Tô Thị á, bồng con quá đá mà chờ chồng á. Anh thấy khổ chưa? Thôi rồi, anh hiểu rồi. Có phải là em sợ chờ đợi đúng không? Không. Nè, anh nói em nghe nha. Không, duyên dáng như em, hát hay như em trong cái thời buổi này nè, không có nên nôn nóng như vậy nghe chưa? Tập 3 của Duyên Dáng Bolero phát sóng lúc 21 giờ thứ hai ngày 23 tháng 4 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại lúc 12 giờ thứ ba ngày 24 tháng 4 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Duyên Dáng Bolero, giọng ca thăng hoa cùng nhan sắc.